trong lĩnh vực inverter điện năng lượng mặt trời. Về thị phần inverter tại Trung Quốc, dẫn đầu vị trí số 1 là hãng inverter Huawei, vị trí thứ hai thuộc về hãng inverter Growatt, kế tiếp là Solis. Từ trước đến nay, các nhà đầu tư trong lĩnh vực điện năng lượng mặt trời đều biết đến inverter SMA, SolarEdge, Huawei hay SunGrow như là những công ty hàng đầu trên thế giới chuyên sản xuất các loại inverter, bộ biến tẩn, dành cho ngành năng lượng mặt trời với công suất từ vài kilowatt đến vài megawatt. Thế mạnh của các hãng này là các dòng sản phẩm inverter central, biến tần tập trung, chuyên dùng cho năng lượng mặt trời, inverter hòa lưới ba pha. Gần đây, hãng Inverter Growatt nổi tiếng nhanh chóng và thu hút số lượng lớn nhà đầu tư trên thế giới tin dùng cho các dự án của họ tại Mỹ, Anh, Bỉ, Úc và tại các quốc gia mà trước đây là lãnh địa của các hãng như SMA, ABB, Huawei hay Sungrow. Vậy Inverter Growatt có chất lượng ra sao và nổi tiếng cỡ nào? Theo giới truyền thông trên thế giới, Growatt là nhà thiết kế sản xuất inverter hòa lưới hàng đầu thế giới có trụ sở tại Thẩm Quyến, thung lũng silicon lớn nhất ở Trung Quốc. Tại Thái Lan, inverter Growatt được sử dụng trong nhà máy điện mặt trời 134 MW, có số lượng lên đến 5.400 chiếc inverter Growatt 60 kW và đã hoạt động trên 5 năm. Điều này chứng tỏ inverter Growatt đạt được chất lượng cao, độ ổn định lâu dài và đạt sự tin cậy.